Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Sức Khỏe Tự Nhiên. Thưa quý vị, Đông y cho rằng tất cả tinh thần và tư tưởng đều do công năng của tim làm chủ, cho nên tim là đại chủ của lục phủ ngũ tạng. Tim khỏe quyết định 80% sức khỏe cơ thể. Vì vậy, trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách bảo vệ và quan sát sức khỏe tim mạch qua 3 nội dung sau. 1. 5 dấu hiệu chỉ phụ nữ mới có nếu mắc bệnh tim. 2. 3 món quét sạch rác mạch máu, ngừa đau tim, đột quỵ. Và 3. Bón thói quen đánh răng vô tình giết chết tim. Sau đây, xin mời quý vị lắng nghe nội dung đầu tiên. 4 dấu hiệu chỉ phụ nữ mới có nếu mắc bệnh tim. 1. Đau ở lưng, cổ, hàm hoặc cánh tay. Ai cũng nghĩ khi bị bệnh tim thì thường đau ở ngực, nhưng thật sự không phải hoàn toàn như vậy. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh phụ nữ mắc bệnh tim thường gặp phải những cơn đau lưng, cổ, hàm và cánh tay, những nơi dường như chẳng hề liên quan tới trái tim, chứ đừng nói là có bệnh. Tuy nhiên, đây lại là triệu chứng tiền thân trước khi bệnh bước vào giai đoạn nặng. Nếu chị em thường xuyên cảm thấy đau mãn tính ở những khu vực này, thì đừng chần chừ mà đi khám ngay. 2. Đau vùng dạ dày. Đau vùng dạ dày thường lan rộng từ rốn sang hai bên thắt lưng. Triệu chứng này tưởng như không liên quan đến bệnh tim, nhưng thực sự là có. Nhất là chỉ riêng phụ nữ mắc phải cơn đau này thường đi kèm với cảm giác buồn nôn, nên hay bị nhầm là bệnh dạ dày hoặc trào ngược axit. Thế nên khi điều trị bệnh dạ dày này mãi không khỏi, thì cần phải nghĩ đến bệnh tim ngay lập tức. 3. Đổ mồ hôi lạnh. Ra mồ hôi là hiện tượng rất bình thường mỗi khi bạn vận động hoặc trời nắng nóng. Tuy nhiên, nếu cơ thể bạn tự đổ mồ hôi không vì lý do gì, bất kể có đang ngồi điều hòa, thì đó là dấu hiệu của bệnh tim. Nghiên cứu từ Đại học Chicago cũng cho thấy phụ nữ mắc bệnh tim thường dễ toát mồ hôi lạnh hơn nam giới. Nếu thấy dấu hiệu này thì chớ chủ quan, hãy đi khám sớm. 4. Cảm thấy có áp lực và đau ở ngực. Ngực là bộ phận rất nhạy cảm của phụ nữ, có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của tim. Tiến sĩ từ Đại học Chicago cũng chia sẻ, cảm giác này giống như có ai đang trói chặt ngực lại bằng một sợi dây, khiến bạn bị mệt mỏi và khó thở. Trông thấy tình trạng này đặc biệt tăng mạnh ở phụ nữ khoảng 10 năm sau giai đoạn mãn kinh. Nếu thấy biểu hiện này thì nên khám tim ngay để phòng bất trắc đáng tiếc xảy ra. Dĩ nhiên không ai muốn mắc bệnh tim mới lật đật đi chữa. Chữa tim rất tốn kém và phải theo dõi sát sao. Do đó bạn nên phòng ngừa bệnh từ sớm bằng cách ổn định huyết áp. Huyết áp cân bằng, không cao không thấp thì máu sẽ được bơm đều về tim, ngừa bệnh vô cùng hiệu quả. Sau đây là những món đại bổ cho máu và tim, không chỉ làm hạ huyết áp cao mà còn giúp giảm cân, lọc mỡ máu, phòng ngừa đột quỵ. 3 món quét sạch rác mạch máu, ngừa đau tim, đột quỵ. 1. Hành tây. Ăn hành tây thực sự có thể giúp chúng ta hạ huyết áp. Hành tây rất giàu chất dinh dưỡng, không chỉ chứa nhiều vitamin C, kali, kẽm, chất xơ, axit folic và các chất dinh dưỡng khác, mà còn chứa hai loại chất phòng ngừa và chống ung thư. Ngoài ra, một số chất dinh dưỡng đặc biệt trong hành tây còn có thể giúp cơ thể con người giảm mỡ máu và có tác dụng chống xơ vữa động mạch nhất định. Hành tây tốt nhất là ăn sống, nên dội qua nước sôi để bớt mùi hăng. Nếu phải chế biến thì đừng dùng quá nhiều gia vị, nên nấu tái một chút để không mất chất dinh dưỡng. 2. Bắp ngô. Ngô cũng là một loại thực phẩm phổ biến chứa magie, canxi, vitamin E, carotin và các thành phần khác, có thể giúp kiểm soát huyết áp.
Chất xơ có nhiều trong ngô có thể làm giảm mỡ máu của chúng ta và giúp bảo vệ mạch máu. Trong khi đó, canxi và magie cũng có thể làm giãn mạch máu, rất tốt cho bệnh nhân bị xơ vữa động mạch, có nguy cơ nhồi máu cơ tim. Khi dùng ngô, bạn nên tận dụng cả phần rau ngô, nó rất giàu vitamin K và kali nitrat, có tác dụng ổn định huyết áp. Nước rau ngô còn làm mát gan, giải độc thận, uống vào bổ toàn thân chứ không riêng gì tim. 3. Quả dâu tầm. Dâu tầm cũng là một lựa chọn tốt cho bệnh nhân cao huyết áp. Nó có vị chua, ngọt, thanh nhẹ, giá thành rẻ hơn nhiều so với dâu tây hay việt quất, nhưng giá trị dinh dưỡng là ngang ngửa. Dâu tầm rất giàu carotin, vitamin, axit béo và các thành phần khác, có thể giúp chúng ta tăng cường độ đàn hồi của thành mạch máu, đồng thời cũng có thể tăng cường khả năng chịu đựng ở mạch máu. Do đó không chỉ giúp ngăn ngừa bệnh tim, dâu tầm còn hỗ trợ máu huyết lưu thông từ tim lên não, phòng tránh tối đa nguy cơ nhồi máu não và đột quỵ. Kết hợp với thói quen ăn uống, thói quen sinh hoạt cũng quyết định không ít đến sức khỏe tim mạch. Đánh răng là việc ta phải làm hàng ngày, tưởng như không liên quan gì đến tim, nhưng lại được các bác sĩ chỉ ra là hành động ảnh hưởng tim rõ rệt. Để tìm hiểu thói quen đánh răng tốt hay xấu, ảnh hưởng tim ra sao, mời quý vị lắng nghe nội dung sau đây. 4. Thói quen đánh răng vô tình giết chết tim. Trước tiên, ta phải hiểu được mối liên quan mật thiết giữa sức khỏe răng miệng và tim mạch. Theo công bố của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, răng không sạch sẽ thường dễ viêm nhiễm, bị nha chu. Khi vi khuẩn gây viêm nha chu đã phát triển trong miệng nhưng lại không được điều trị kịp thời thì có thể sẽ gây ra các bệnh tim mạch. Cụ thể, vi khuẩn ẩn chứa trong các mảng bám, tích tụ lâu ngày sẽ đi vào máu rồi đến tim và não, từ đó tạo ra mảng bám vào động mạch. Một khi các mảng bám ở động mạch phát triển lớn và dài thêm thì quá trình lưu thông máu bị cản trở, máu không được phân bố đủ đến các tế bào và gây tình trạng thiếu oxy và dẫn đến đột quỵ. Có 4 thói quen đánh răng dễ dẫn đến viêm nướu và nha chu. Nếu hạn chế thì không chỉ tốt cho răng miệng mà còn tốt cho tim. Cụ thể như 1. Đánh răng sai thời điểm. Chúng ta thường chú trọng việc đánh răng buổi tối mà bỏ qua các giai đoạn khác trong ngày. Trên thực tế, cứ sau mỗi bữa ăn, răng đã dễ nhiễm khuẩn và tạo mảng bám do thức ăn thừa. Vì vậy, lý tưởng nhất là bạn nên làm sạch răng sau bữa sáng, trưa, tối. Bạn không nhất thiết phải đánh răng, mà có thể dùng chỉ nha khoa, tăm nước hoặc nước súc miệng giúp làm sạch phần nào răng miệng, hạn chế nguy cơ viêm nhiễm và nha chu. 2. Dùng bàn chải không phù hợp. Đánh răng bằng loại bàn chải lông trung bình hoặc cứng, cộng thêm với việc sử dụng quá nhiều áp lực, có thể khiến nướu co lại và lộ ra phần chân răng. Bởi vì bề mặt chân răng thường không được cứng như phần răng nhô ra, có men phủ, chà xát khu vực này có thể khiến nó bị mòn nhanh hơn và gây ra sâu răng, viêm nướu. Bạn nên chọn bàn chải đánh răng có lông mềm, có thể trượt dưới nướu của bạn và đánh bật mọi mảng bám mắc kẹt ở chân nướu. Sau 3 đến 6 tháng nên thay bàn chải đánh răng mới. 3. Đánh răng sai kỹ thuật. Nhiều người có thói quen đưa bàn chải theo chiều ngang. Điều này chỉ giúp làm sạch 2/3 bề mặt răng và bỏ qua phần nướu, nơi mới chứa nhiều vi khuẩn nhất. Theo các bác sĩ nha khoa, bạn nên đánh răng theo chiều dọc. Đặt phần tay cầm của bàn chải sao cho phần lông tạo ra một góc 30 đến 45 độ khi chung chạm vào mô nướu. Ngoài ra, đừng bỏ qua mặt sau của răng vì đây cũng là nơi nhiều vi khuẩn nhất. 4. Không làm sạch lưỡi. Lưỡi của chúng ta cũng là khu vực tiềm ẩn vô số vi khuẩn có hại, nhưng lại không được làm sạch thường xuyên như răng. Lưỡi có các gai nhú, tí hon, khiến thực phẩm và vi khuẩn có hại sẽ dễ dàng ẩn náu ở đây. Bạn có thể chuẩn bị dụng cụ làm sạch lưỡi chuyên dùng, hoặc dùng mặt sau của bàn chải để chà lưỡi. Như vậy,
toàn bộ khoang miệng mới được làm sạch, phòng tránh nha chu và bệnh tim mạch tối đa. Xin chuyển đến nội dung tiếp theo. 4 bước trẻ hóa tim nâng cao tuổi thọ. 1. Massage chân bằng đậu xanh rang. Bàn chân được ví là quả tim thứ hai vì có rất nhiều huyệt nối với tim. Tác động lực vào bàn chân sẽ giúp bơm máu tới tim, giúp thanh lọc cặn bẩn và mỡ thừa. Trong khi đó, đậu xanh có đặc tính thải độc, kháng khuẩn, càng giúp dưỡng tim tốt hơn. Cách thực hiện như sau. Lấy 500g đậu xanh cho vào chảo sắt, rang trên lửa nhỏ, sau đó đổ ra chậu. Chân rửa sạch và lau khô, sau đó dẫm lên đậu xanh để massage bàn chân. Thực hiện khoảng 30 phút đến 1 giờ trước khi đi ngủ mỗi ngày. Có thể tăng cường trí óc và làm dịu thần kinh, trẻ hóa tim hiệu quả. 2. Uống trà hoa cúc. Chất flavone từ hoa cúc có khả năng làm giảm chứng huyết áp cao, ngăn ngừa động mạch vành, hở van tim. Kiểm soát mức cholesterol, chống đau tim, ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Đặc biệt, chất oxy hóa có trong hoa cúc sẽ ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đau thắt cơ ngực, làm dịu cơn đau do bệnh động mạch vành. Để dưỡng tim, mỗi tối nên uống một tách trà hoa cúc trong khoảng 30 phút trước khi đi ngủ. Việc này còn giúp an thần, ngủ ngon và ngủ sâu. Công thức như sau. Lấy 10g hoa cúc trắng, mang đi rửa sạch và cho vào ly, đổ từ 200 đến 400ml nước sôi vào và đậy nắp hãm trong 3 đến 5 phút. Sau đó cho thêm một muỗng mật ong vào đánh đều là có thể thưởng thức. 3. Uống nước ép cà chua. Dân gian quan niệm, quả cà chua có hình dáng và màu sắc giống quả tim, vì thế rất bổ tim. Đây không phải là phán đoán, không có cơ sở, mà Tây y đã phát hiện. Cà chua chứa lượng chất chống oxy hóa vô cùng quý giá, rất tốt cho tim mạch, còn giảm cholesterol ở tim và mạch máu. Người có dấu hiệu mỡ máu, xơ vữa động mạch và đau tim nên ép một quả cà chua và uống trước khi đi ngủ, thực hiện ít nhất 7 tối liên tục. 4. Ăn cháo long nhãn. Ăn cháo long nhãn thường xuyên giúp dưỡng tim, xoa dịu thần kinh, dưỡng huyết, dưỡng ẩm cho da. Nó không chỉ tốt cho tim mà còn làm dịu thần kinh, chữa mất ngủ, giật mình, tiểu đêm và tiểu giấc. Cách làm rất đơn giản. Ta chuẩn bị 100g long nhãn, 120g gạo nếp. Đem gạo nếp vo sạch, nấu chín thì cho tiếp long nhãn vào đun cùng. Đến khi long nhãn mềm là được. Để tăng hương vị, có thể thêm một chút đường phèn hoặc cau kỳ tử. Cháo này nên ăn vào bữa tối. Dùng 2 đến 3 bữa mỗi tuần. Cần lưu ý rằng tim nối với não nên tinh thần thoải mái và an yên là chìa khóa cho việc dưỡng tim. Ăn uống, xoa bóp có tốt đến mấy mà thức khuya làm việc đêm thì đều giết tim nhanh chóng. Vì vậy, cần đi ngủ trước 11 giờ tối kết hợp với các phương pháp trên. Sau một tuần sẽ thấy tim khỏe, đầu óc luôn nhẹ nhàng, tỉnh táo, giấc ngủ cải thiện hẳn. Thưa quý vị và các bạn, thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe tự nhiên hôm nay. Để tiếp tục lắng nghe những thông tin sức khỏe bổ ích, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức khỏe tự nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.